ăn chịu đúng rồi. Con cái đùi gà nướng kìa. Không biết con ăn chưa tắm rửa. Chị nào lên nó chấm ba giùm em với. Em còn cái nè, cái này quần có túi nha, em còn cái 39k, chị lấy em để nha, còn cái size đại hả? Không có size đại chị. Rồi chị lại lên là chấm mắt rồi em đó. Chín nha chị, ngố 39 em còn một cái thôi, ngố 39k nha, em còn một cái. Rồi ai lên rồi chấm mai giùm em với mấy chị ơi, chị nào lên rồi chấm mai giùm em với. Điện thoại trong nào. Ship An Giang được nha. Ủa sao view chán vậy? Có đó, bộ 45kg nha mấy chị. Mọi người xe la lên giùm em với. Áo phông này mấy chị. Nay em về áo phông unisex nha. Cái này nam nữ mặc được luôn giùm em nha mọi người. Áo phông giùm em nè. Phông này dưới 60kg mặc vừa giùm em nha. Áo phông này 45k giùm em. Chị nào lấy chốt giùm em nè. Ai lấy chốt em Gucci nha. Gucci 45. Có đồ bộ 45kg không? Có nha chị ơi. Rồi áo thun giùm em nha.
Form này dưới 60 kg mắc vừa luôn giùm em nha. À là áo chốt áo giùm em. Áo 45 nha mấy chị ơi, áo 45k giùm em. Chị nào lấy áo chốt áo 45. Áo uxi 45 nha, form dưới 60 kg mắc vừa, hàng unisex nha mọi người. Hàng unisex giùm em. Đây là áo thun chốt thun giùm em nha. Rồi xanh nè. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 45k nha mấy chị ơi, xanh 45, nam nữ mặc được luôn giùm em nha. Xanh 45k, chị nào lấy xanh chốt xanh 45 giùm em nè. Xanh 45 giùm em nha, ai lấy xanh chốt xanh. Lên đồ bộ hả? Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em 45k nha. Xanh 45, chị nào lấy xanh chốt xanh nè. Áo thun nha mấy chị ơi, áo thun unisex giùm em. Ai lấy áo chốt áo. Giùm em nha, 45k. Mày gần chín trời hả? Rồi em lên ngố nè. Ngố gấu thiêu nha mấy chị. Ngố gấu thiêu giùm em. Trời ơi, siêu đẹp luôn. Siêu đẹp nha mấy chị ơi. Nói chung về đi. Con lai mà cứ ngồi dòm con lắm nữa. Rồi đây chị nào lấy chốt giùm em nha. Ai lấy ngố chốt ngố giùm em. Ngố gấu nha mọi người. Hàng đẹp lắm luôn. Ngố gấu giùm em nè. Con này dưới 57 58 kiếm mắc vừa, cái này hàng thiêu luôn giùm em nha. Hàng thiêu nha mấy chị. Gấu nè, ai lấy ngố chốt ngố nó có một màu thôi nha mấy chị ơi. 65k một bộ. Con này dưới 57 58 kiếm mắc vừa giùm em, hàng thiêu nha. Hàng thiêu giùm em nha. Hàng thiêu giùm em, chị nào lấy gấu chốt gấu giùm em. Ngố gấu giùm em nha, 65. Ngố gấu 65 giùm em nha. Siêu đẹp luôn, hàng thiêu nó có một màu thôi nha mọi người. Nó có một màu này thôi, ai lấy chốt em gấu 65. Có bộ quần dài nha chị. Có bộ quần dài. Rồi ai lấy ngố chốt ngố 65k ngố nè. Chị Kim Tha ngố nè. Rồi ai lấy ngố thiêu chốt ngố thiêu giùm em nha. 65, ngố thiêu 65 giùm em. Ngố thiêu 65 giùm em nha, chị nào lấy ngố chốt ngố. Nguyên con gấu luôn, rất là xịn sò luôn. Hăng Nguyễn hả? Để mai em lên đơn thử. Để mai lên đơn thử nha, chứ giờ không có biết được á. Vậy không có biết được. Bộ quần dài, tay dài quần dài được không? Ngố dưới 57 58 kg mặc vừa giùm em, 1m6. 1m6 dưới 60 kg mặc vừa giùm em nha. Đây bộ tay dài quần dài này được không nè? Cái này vải rất là mát luôn mấy chị. Vải rất là mát luôn nha. Tay dài quần dài giùm em 80k một bộ. 80k một bộ giùm em, form này dưới 57 58 kg mấy chị mặc vừa. 1m6 dưới 60 kg mặc vừa giùm em nha. Rồi chị nào lấy chốt giùm em tím nha, tím 80 nè. Ai lấy tím chốt tím giùm em 80k một bộ nha. Tay dài quần dài 80. Tay dài quần dài 80 giùm em. Bộ sau lưng là bộ nào chị Hân Nguyên? Ship không yên. Dạ được nha chị Trang Sang ơi. Rồi ai lấy tím chốt tím giùm em 80 nha, bộ dài. Bộ dài 80 giùm em. Bộ caro hả? Chị hỏi bộ caro ở sau 99k nha. Rồi đây gấu nè, tay dài quần dài giùm em nha. FF. FF giùm em nè. Cái này vải siêu mát luôn mấy chị. Tay dài quần dài giùm em, 80k một bộ nha mấy chị. 80 giùm em, chị nào lấy trắng chốt trắng giùm em 80 nha. Trắng 80k. Trắng 80 giùm em nè. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em 80. Trắng 80k nha mấy chị. Chị nào lấy trắng chốt trắng. À vậy hả? Rồi ok, để mai em lên lại cho. Chị Trang Sang lấy gấu trắng nè. 80 lên số điện thoại giùm em nha. Bộ dài tay á. Trang Sang 80 nè. Bộ dài tay caro đúng không? Bộ caro này 99k giùm em nha. Caro 99, cái này lụa mango giùm em. Tay có gai nút nha mấy chị. Tay có gai nút giùm em 99k, quần có túi. Rồi ai lấy chốt em caro nu nè. Màu nu, màu hồng, màu xanh đen nè. Màu xanh đen, màu đỏ. Màu đỏ với lại màu xanh nha mấy chị. Với lại màu xanh giùm em. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em 99k nha. Caro 99 giùm em nha. Caro 99k giùm em. Ai lấy caro chốt caro. À, caro bao nhiêu kỷ vừa? Caro dưới 57 58 kỷ vừa, 1m6 dưới 60 kỷ mặc vừa giùm em.
theo nè. À, bầu mặt được. Dạ được nha chị, form rộng rãi thoải mái lắm. Bầu nhỏ hay lớn chị? Không, Nguyễn bữa con giữ không? Chắc còn á chị, chắc còn á. Để mai em xài nè, em không có nhớ nữa. Rồi áo khoác beo giùm em nè. Trời ơi, vải đẹp lắm mọi người ơi. Khoác beo giùm em nha, 69k một khoác. Khoác beo có co giãn nha. Ship tầm 30 mấy chị, tầm 30 tới 35 thôi à. Nào gửi hàng vậy chị, ngày mai mới gửi nha. Caro là lụa mango mấy chị. Lụa mango giùm em, vải đẹp lắm. Cái tay nó có gầy nút nha. Tay có gầy nút, cái này quần có túi luôn giùm em. Quần có túi luôn giùm em nha, form rộng rãi. Ok chị Hằng Nguyên nha. Rồi ai lấy beo chốt beo giùm em, áo khoác beo 70. Khoác beo 70k, đẹp lắm luôn mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy khoác beo chốt khoác beo giùm em nè, 70. Khoác beo 70 giùm em. Chị nào lấy khoác beo chốt khoác beo. Beo beo beo. Beo cho chị Suke nè. Ok Hằng Nguyên nha. Rồi lấy beo chốt beo giùm em nha, 70. Cho mình xem lại gấu trắng dài tay. Chụp màn hình cái hả? Chị nào lấy khoác beo chốt khoác beo. Bộ gấu trắng. Đây tay dài quần dài. Gấu trắng nè. Tay dài quần dài giùm em nha, 80k một bộ. 80k một bộ giùm em nha. Cái vải này nó mát lắm mấy chị ơi. Vải rất là mát luôn nha. 80 giùm em, chị nào lấy gấu chốt gấu 80 nè. Gấu 80 giùm em nha, ai lấy gấu chốt gấu. FF. 80k một bộ mấy chị. Ai lấy gấu chốt gấu giùm em 80. Gấu 80 giùm em, chị nào lấy gấu chốt gấu. Ai lấy gấu chốt gấu giùm em nè. Rồi bộ gấu bun nè. Xin chưa mọi người. Gấu bun giùm em nè, 80 giùm em nha. Ai lấy vàng chốt vàng giùm em 80k. Vàng 80 giùm em nha. Chị nào lấy vàng chốt vàng nè. Vàng 80 giùm em. Vàng 80 giùm em nha. Ai lấy vàng chốt vàng 80k một bộ. Vàng 80 nè. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em 80. Tay dài quần dài nha mấy chị. Quá rẻ luôn. Vàng 80 giùm em. Chị Nguyễn Thị Minh lấy vàng nè. Rồi mít cây nè. Mít cây giùm em nha. Chị nào lấy mít cây chốt mít cây. Mít cây giùm em nè. Vải đẹp lắm, em nói thiệt. Vải này rất là đẹp luôn mọi người. Rồi lấy mít cây chốt mít cây giùm em, 80 mít cây. Ngọc Trinh lấy vàng nè. Rồi mít cây, lấy mít cây chốt mít cây giùm em. Nguyễn Thị Minh vàng 80k thôi nha mấy chị. Chị Ngọc Trinh nè. Mít cây cho Nguyễn Thị Minh nè. Rồi lại mít cây nữa, chút mít cây giùm em. Em còn một mít cây nữa nha. 80 thôi mấy chị. Mít cây 80. Rồi tím nè. Tím cầu vòng. Tím cầu vòng giùm em, chị nào lấy tím chút tím. Ai lấy tím chút tím giùm em nha. 80k một bộ, tay dài quần dài 80. Rồi tím nha, chị nào lấy tím chốt tím. Tím 80. Ai lấy tím chốt tím giùm em 80 nè. Tím 80 giùm em. Rồi gấu nè. Evy. Evy đi, chị nào lấy Evy chốt Evy giùm em nha. Ai lấy Evy chốt Evy giùm em nè. Xin chưa mọi người. Ai lấy Evy chốt Evy. Eo giùm em 80. Mít cây cho bé Mãi. Mít cây Nguyễn Thị Minh có nha. Bé Mãi mít cây nè. Rồi lấy Eo cho Eo giùm em nha. 80k thôi mấy chị, siêu đẹp. Vải rất là mát luôn. Rồi qua mẫu. Đây ngố á. Ngố gấu hôm nay em về rồi nè.
Ngộ gạo nha mấy chị, ngộ gạo 3D giùm em. Xịn sò xỉu luôn. Đẹp chưa? Ngộ gạo giùm em nha. Hôm nay em về giá rẻ. Rồi hôm nay em bán cho mấy chị 65k một bộ, rất là xinh luôn. Ngộ gạo giùm em nha mấy chị ơi, 65 giùm em nè. Ai lấy ngộ chút ngộ 65k một bộ nha. Phơm này dưới 60kg mấy chị mặc vừa. Rồi em có màu xanh với lại màu xám. Xanh xám nha mấy chị ơi, xanh với xám giùm em. Ai lấy gấu chốt gấu giùm em nha. Ngộ gấu xanh xám giùm em nha. Xanh với xám giùm em 65k một bộ. 65 giùm em. Xin không mọi người. Rồi ai lấy ngộ gấu chốt ngộ gấu giùm em nha. Xanh xám cho chị Suken nè. Đẹp lắm. Suken nè. Rồi em còn màu xanh, chị nào lấy xanh chốt xanh. Còn xanh ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Gấu xanh nha, chị nào lấy gấu xanh chốt gấu xanh giùm em. Ai lấy gấu xanh chốt gấu xanh. Xanh cho chị Ngọc Trinh. Rồi áo tay dài giùm em nè. Áo kiểu nha mấy chị ơi. Áo kiểu giùm em. Đây, kiểu nó xéo xéo như vậy nha. Tay dài giùm em nè. Chị nào lấy áo chốt áo giùm em nha. 50k một áo. Em có hai màu trắng đen tay dài giùm mấy chị lên gân. Trắng đen hai màu giùm em nha. Trắng đen hai màu. Nay gửi á, tầm 1 tới 2 ngày là có chị. Rồi lấy áo chốt áo. Áo đẹp lắm mọi người. Cái kiểu nó xéo xéo như vậy nha. Rồi màu trắng màu đen hai màu giùm em 50. Trắng đen hai màu. Trắng đen hai màu giùm em nè. Đen cho bé mãi nè. 50k một áo ấy mấy chị. Áo đen cho Nhi Nhi nè. Nhi Nhi lên xoát hại giùm em với. Rồi em còn trắng. Có xét thu đông không em? Có nha chị. Nhi Nhi lên xoát hại giùm em nha. Rồi ai lấy trắng chốt trắng giùm em nha. Còn hai cái trắng. Còn hai trắng nha. Áo siêu đẹp luôn. Nó xéo như vậy nha mấy chị. Pyjama dày tay. Pyjama caro đúng không chị? Ra lấy áo chốt áo. Đây pyjama giùm em 99k nha. Pyjama 99. Pyjama 99k. Cái này có tay gài nút giùm em nha mọi người. Đẹp lắm. Cái này là lụa mango quần có túi giùm em. Ai lấy chốt em caro 99 kèm màu. Nhi Nhi khách cũ hả? Không nhớ mọi người thông cảm giùm em. Rồi caro nu hồng xanh đen đỏ với lại xanh biển giùm em nha. Ai lấy caro chốt caro giùm em. Dior đây. Dior 95k giùm em, quần có túi luôn giùm em nha. Dior sen hai lớp 95 giùm em. Chị nào lấy chốt giùm em Dior quần bèo bèo như vậy nha mọi người. Dior đen với lại Dior trắng giùm em 95 nha. Dior đen trắng 95. Dior đen trắng 95k giùm em. Ai lấy Dior chốt Dior. Ai lấy Dior chốt Dior giùm em. Rồi áo nè, áo thiêu giùm em nha mọi người. Đẹp lắm, áo hàng thiêu giùm em. 45k một áo, chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em. Form này dưới 60kg mặc vừa giùm em nha. Còn giày tay mẫu khác không? À, còn nha chị. Rồi chị nào lấy chốt thì em xanh nha mấy chị. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 45. Hàng thiêu nha, xanh 45k giùm em nè. Ai lấy xanh chốt xanh 45. Xanh 45 giùm em, ai lấy xanh chốt xanh. Coi như 60kg mắc vừa giùm em nha. Chị Ngọc xinh xanh nè. Rồi chị nào lấy xanh rồi chốt xanh giùm em. Áo xanh nha mọi người. Em lên tay dài giùm chị nè. Cái này hàng à, hàng Quảng Châu, đẹp lắm mọi người ơi. Vải rất là đẹp luôn. Vải cực kỳ đẹp luôn. Tay dài quần dài giùm em nha. Tay dài quần dài giùm em nè. Quần ống ôm nha mấy chị. Quần ống ôm giùm em. Cái này là hàng thun thái á. Vải siêu mát luôn. Vải đẹp lắm. Rồi tay dài quần dài giùm em nha. Đây. Rồi cái này 115k một bộ giùm em. Chị nào lấy trắng chốt trắng giùm em 115 nha. 115 giùm em nè. Tay dài quần dài. Cái viền này là nó may trực tiếp vô luôn nha mọi người. Đó. Rồi lấy chốt giùm em màu trắng nè. 115 trắng. Màu đen. Màu đen giùm em nè. Trắng đen xám. Trắng đen xám giùm em nha. 115k trắng đen xám giùm em.
À đây xám chút, xám giùm em 115. Trắng đen xám giùm em 115k. 115 giùm em nha. Tay dài quần dài giùm em nha mọi người. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em. Cái này hàng thun thái nha. Hàng thun thái giùm em. Rồi 115k giùm em nha, trắng đen xám. Trắng đen xám 115. Trắng cho chị Christina Nguyễn nè. 115k nha mọi người. Rồi ai lấy nữa chốt giùm em nha. Màu đen với lại màu xám. Đen xám giùm em đẹp lắm. 115 giùm em. Lên ngố đi chị. Rồi đợi xíu lên ngố nha. Đây em mới về mẫu mới nè mấy chị. Cái này quần legging luôn, đẹp lắm luôn á. Cái này chắc rip giùm em nha. Gấu này em về một màu xanh thôi. Áo này là hàng ép nhiệt luôn giùm em, 3D ép nhiệt này mấy chị. Xịn xỉu luôn á. Rồi 99k một bộ nha. 99k một bộ giùm em. Chị nào lấy gấu xanh chốt gấu xanh giùm em nha. 99k giùm em. Form dưới 60kg mấy chị mặc vừa luôn giùm em. Ai lấy gấu xanh chốt gấu xanh giùm em nha. 99k giùm em nha. Quần chắc bô rip nha mấy chị. Ống ôm legging luôn đẹp lắm. Ai lấy gấu xanh chốt gấu xanh 99k giùm em. Form dưới 60kg mặc vừa. Rồi ai lấy chốt giùm em gấu xanh 99 giùm em nha. Gấu xanh 99k. Bộ dài nha mấy chị. Bộ dài giùm em. Chị nào lấy gấu xanh chốt gấu xanh 99k gấu xanh. Ngố quát giùm em nè. Ngố loan nè mấy chị. Cái này 75k giùm em nha. Ngố 75 giùm em. Ngố 75 giùm em nha. Form dưới 60kg mấy chị mặc vừa. Chị nào lấy chốt giùm em hồng nè. Hồng 75k giùm em nha. Hồng 75, ai lấy hồng chốt hồng. Form dưới 60kg mặc vừa giùm em nha. Hồng 75k, chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 75 nè. Hồng 75 nha mấy chị. Ai lấy hồng chốt hồng. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 75. Màu vàng nè. Màu vàng giùm em đi, màu vàng nha mấy chị. Với lại màu cam. Vàng cam giùm em nha. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. 75k. 75 giùm em nha, ngố 75. Ngố 75 giùm em nha, chị nào lấy ngố chốt ngố giùm em nè. Đó. Ngố loan nha mấy chị. Và xinh luôn. 75k một bộ. Form này dưới 60kg mấy chị mặc vừa nha. Rồi 75k giùm em, chị nào lấy chốt giùm em vàng 75 nè. Vàng hồng xanh đi, vàng hồng xanh nha mấy chị. Vàng hồng xanh giùm em. Màu xanh nè, chị nào lấy xanh chốt xanh. Vàng hồng xanh giùm em nha. 75k vàng hồng xanh. 75 giùm em nha. À lấy xanh chốt xanh giùm em 75k. Xanh 75. Chị nào lấy xanh chốt xanh 75. Vàng hồng xanh 75k. Vàng hồng xanh 75 nha mọi người. Rồi em lên áo khoác lên gân nè. Mấy chị chấm mái lên giùm em với. Áo khoác lên gân giùm em nha. Khoác lên gân hàng thiêu nha mọi người. Khoác lên gân hàng thiêu giùm em nè. Có túi nha. Rồi áo này 65k một áo. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nha. 65 vàng nè. Vàng 65k. Màu vàng. Màu xanh rêu nè. Màu đen. Màu đen nha mấy chị. Màu đen. Màu xám nè. Rồi ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em nha. 65k một áo nha mấy chị. Màu xám. Màu đen. Màu xanh rêu. Với lại màu vàng. 65 áo khoác lên gân nha mọi người. Có nó.
khoác lên gân có nón giùm em nha, 65k. Chị nào lấy khoác chốt khoác 65 giùm em nha. Khoác 65 rất là đẹp luôn. Về rồi nha em. Rồi chị nào lấy khoác chốt khoác chị chừa cho em luôn rồi. Ai lấy khoác chốt khoác giùm em nha, 65. Khoác 65 giùm em nha mọi người, khoác 65 giùm em nè. Chị nào lấy khoác chốt khoác. Khoác lên gân nha mọi người ơi, ai lấy khoác chốt khoác giùm em nha, 65. Rồi pyjama tiểu thư tay dài quần dài. Chưa chị chưa có chốt mà. Mai chốt nha. Lê Trương lấy áo khoác vàng. Ok chị nè. Rồi đây bộ tiểu thư giùm em cổ nhọn nha mấy chị. Tay phòng, tay có ngay nút luôn giùm em nha. Rồi chị nào lấy xanh riêu, chốt xanh riêu giùm em quần có túi nha mấy chị, 99k một bộ nè. Xanh riêu 99k giùm em nha. Xanh riêu nu đen. Xanh riêu nu đen còn 3 bộ. Xanh riêu nu đen giùm em nha. Xanh riêu nâu với lại đen giùm em nha mọi người, 99k. 99k giùm em nè. Ai lấy chốt giùm em 99 giùm em. Cho xem sọc tay dài. Bộ caro ở sau đó hả chị? Chị Lê Chuông nè. Rồi xanh riêu nâu đen, sỉ 92 nha. Tiểu thư sỉ 92 nha mấy chị. Đẹp lắm, cái này lụa mango giùm em, không đẹp không lấy tim mọi người luôn. Quá xuất sắc, cổ hai tầng nè. Rồi màu xanh riêu, ai lấy xanh riêu, chốt xanh riêu, quần có túi nha. Quần có túi giùm em. Xanh riêu nâu đen còn 3 bộ nè. Bầu 7 tháng được không bà? Bầu 7 tháng bụng bự không? Bụng bự lắm không ta? Em không biết vừa không nữa. Chắc không vừa quá. Nu cho chị Nguyễn Thị Minh nè. Còn không thôi để vô vô tháng á, xanh trong tháng rồi mặc cũng được mà. 99k. Rồi còn riêu với đen nha. Ai lấy chốt vậy em 99, còn riêu với đen. Đây bộ caro nè. 6165. Chắc không vừa quá, còn thôi chị mua chị để vô tháng chị mặc cũng được. Đây caro nha mấy chị ơi, caro giùm em nè. Đằng nào cũng phải mua à, tại vô tháng mặc tay dài mà. Đây bộ caro 99k giùm em nha. Em có màu nu, màu hồng, màu xanh đen nè. Màu nu, màu hồng, màu xanh đen, màu đỏ. Màu đỏ với lại màu xanh biển giùm em nha. 99k giùm em, đẹp lắm. Cái này lụa mango luôn giùm em nha. Rồi ai lấy chốt em caro. Caro kèm màu. Caro kèm màu giùm em nha. Trang sang là đen tiểu thư nè. Rồi lại caro thì chốt caro giùm em nha. Rồi em lên siêu phẩm nè. Cái này đẹp lắm luôn mọi người ơi. Nơ. Nơ giùm em nha. Cái này quần có túi nha mấy chị. Siêu phẩm, siêu phẩm. Đẹp lắm, lụa mango luôn giùm em. Pyjama nha mấy chị ơi. Pyjama nơ giùm em nè. Áo có túi. Áo có túi giùm em nha. Rồi lấy chốt giùm em nơ. Màu trắng nè. Trắng nha mấy chị ơi. Form này dưới 57-58kg mặc vừa. 1m6 dưới 60kg mặc vừa giùm em. Màu trắng nè, màu đen. Màu nu. Màu hồng. Màu xanh. Rồi 99k một bộ. Chị nào lấy nơ chốt nơ giùm em nha. Đỏ xanh đen nâu cho Thà Vi. Caro xanh cho Phương Minh nè. Đỏ xanh đen nâu Thà Vi nè. Rồi chị nào lấy nơ chốt nơ giùm em nha. Caro xanh đen cho Phương Minh. Phương Minh lên sáng hại giùm em với.
Rồi chị nào lấy nơ chốt nơ nha mấy chị. Ai lấy nơ chốt nơ giùm em. Quần dài, quần có túi nha. Nơ này quần có túi giùm em. Nơ này quần có túi giùm em nha. Xuất sắc lắm luôn á. Quần túi áo túi luôn nha mấy chị. Quần túi áo túi luôn giùm em. Rồi lấy nơ kèm màu giùm em nha. Nơ màu trắng nè, màu xanh, màu hồng, màu nâu, màu đen. 99k một bộ. Ai lấy nơ chốt nơ 99 giùm em. Nơ 99k. Em caro xanh. À chị, đúng rồi, chị Phương ơi, em lấy caro xanh được. Rồi sơ mi về nè. Sơ mi caro. Sơ mi nha mấy chị, sơ mi caro giùm em tay phòng nha. Sơ mi caro tay phòng giùm em nè. Ai lấy sơ mi chốt sơ mi giùm em nè. Siêu đẹp luôn, em về màu hồng với màu xanh nha mấy chị. 95k giùm em. Sơ mi caro 95 giùm em nha, áo có túi. Áo có túi giùm em, ai lấy chốt giùm em caro hồng. 90 tay phòng nha mấy chị. Caro hồng. Hồng với xanh giùm em nha. Hồng với xanh giùm em nha mấy chị. 95k. 95 nha mấy chị ơi, cái này 95 giùm em. Ai lấy caro chốt caro nè. Sơ mi caro 95. Sơ mi caro 95 giùm em. Đẹp lắm. Siêu đẹp luôn, tay phòng nha. Cái này về mấy chị phó với lại quần ngủ á, mặc rất là xinh luôn. Hai hồng hai xanh cho chị Suken nè. Nhung lê hả? Em chưa có đi nữa. Rồi chị nào lấy caro chốt caro giùm em nha. Hồng với xanh giùm em. 95k nha chị, hồng xanh 95 giùm em nè. Chị Kim Tha nè. Siêu đẹp luôn. Ai lấy sơ mi chốt sơ mi. Bộ nơ đằng sau rồi ok chị. Còn quần ngủ 65kg không? Chị Nguyễn Thảo cao mét nhiêu chị ơi? Caro hồng cho Nguyễn Thảo. Nguyễn Thảo lên số điện thoại giùm em nè. Sơ mi hồng cho chị Ngọc Trinh nè. 95 hồng cho chị Ngọc Trinh. 65kg cao 1m6. Cái quần ngố nãy em like á, hồi nãy chị hỏi đúng không ta? Em còn quần ngố không? Còn cái. Còn cái này chị nào lấy chốt giùm em nha. Mai mốt gì có hàng nữa. Cái này quần có túi giùm em nha. Ngố nhà em bao chất cho mấy chị luôn. Vậy nó rất là đẹp luôn, nó thiệt. Vừa. Vừa nha, coi giãn thoải mái. Coi giãn thoải mái nha. Còn cái này chị nào lấy thì chốt. Mai mốt mời em về thêm cho. Nguyễn Thảo ngố nè, 39k thôi. Em hết rồi. Rồi chị nào lấy sơ mi nữa chốt sơ mi nha. Đây bộ caro nè, cho xem caro sau. Caro sau 99k giùm em nha. 99k giùm em, quần có túi mấy chị mango giùm em nha. Ai lấy caro chốt caro. Rồi bộ nơ nè. Nơ này 65. Nơ 65k giùm em nha. Nơ 65 giùm em, chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em. 65k hồng nè. Màu đỏ. Form này dưới 55kg mặc vừa. Màu đỏ nè. Màu cam đất. Với lại màu xanh nha mấy chị, 65k một bộ. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em. Có ship Đồng Nai nha chị. Rồi 65k giùm em, ai lấy chốt giùm em ạ. 65 kèm màu. 65 nha mấy chị. Bộ 65. Sơ mi ai lấy được chốt giùm em nha. 95k sơ mi nè. Sơ mi 95 giùm em nha. Tay phòng nha mấy chị, sơ mi tay phòng giùm em. Áo 95 quần nhiêu em. Áo 95 quần ngố 39 nha chị. Rồi lấy sơ mi nè, chốt sơ mi giùm em nha. Màu hồng với lại màu xanh. Sơ mi hồng xanh giùm em. Sơ mi 95. Sơ mi 95 này màu hồng với màu xanh nha. Hồng với xanh giùm em, ai lấy sơ mi chốt sơ mi nha.
Burberry giùm em. Rồi bộ Burberry, bộ gấu Burberry giùm em nè. Cái này quần có túi nha mấy chị. Quần có túi giùm em. Chị nào lấy gấu chốt gấu nè. Tiểu thư gấu nha mấy chị, lụa mango luôn giùm em. Burberry 99k nha. Chị nào lấy gấu chốt gấu 99 giùm em nè. Gấu 99k giùm em. Burberry gấu 99 giùm em, dễ thương lắm mọi người. Ai lấy gấu chốt gấu 99k gấu. Tay dài quần dài 65kg cái 1m6. Bộ thun á, chị mặc bộ thun là vừa á. Mấy cái pyjama này em sợ nó kích cái ngực á. Rồi ngủ này, ngủ này em còn bộ thôi nha. Ngủ sơ mi này em còn một set thôi. Cái này vải đuổi giùm em. Vải đuổi giùm em nha. Ngủ sơ mi hồng. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Đồ tay ngắn phía sau ba, bộ nhiêu à, 65k Châu Kim ơi. Rồi cái này vải đủ giùm em nha. Chị nào lấy hồng chốt hồng. 95k hồng em còn một set. Còn một set nha, 95. Hồng 95 giùm em, chị nào lấy hồng chốt hồng 95. Hồng 95k nè. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 95 nè. Hồng 95 giùm em nha. Hồng 95k. Rồi áo bó rip giùm em. Áo bó rip có mút ngực nha mấy chị. Cái này nó phở ren giùm em luôn. Áo bó rip giùm em có mút ngực nha. Bao xịn sò luôn. Cái này 50k một áo giùm em, vải rất là đẹp luôn á. Em có màu nu nè. Áo nha mấy chị, màu nu. Màu cam nè. Màu cam. Màu hồng. Màu xanh. Màu hồng phấn nè. Với lại màu xanh coban nha. 50k một áo giùm em. Áo 50 nha mấy chị ơi. Áo 50 giùm em, ai lấy áo chốt áo. Chị nào lấy áo chốt áo giùm em nha. 50. Rồi áo 50 giùm em nha, mút ngực. Phối ren như vậy nha mọi người. 50k một áo. Chị nào lấy áo chốt áo. Ai lấy áo chốt áo giùm em nha, 50. Áo 50k bộ Burberry gấu. 46kg cái 1m55 mặt rộng. Nhiều không chị? Bộ Burberry hôm bữa là chị mua phông dơi đúng không? Phông dơi nên nó rộng á. Còn phông tiểu thư nó cũng bình thường, không rộng mấy nha mấy chị. Rồi áo cổ lọ giùm em. Áo áo hung giấy nha mấy chị ơi, cổ lọ. Áo hung giấy cổ lọ giùm em nè. Xuất sắc luôn, form dài. Form dài giùm em nha. Rồi áo giùm em nha mấy chị. 50k một áo, em còn màu nu với lại đen. Nu với đen 50 nha. Nu đen 50 giùm em, hung giấy tay dài nè. Thun giấy tay dài giùm em. Rồi nu với lại đen. Nu với đen giùm em nha, 50k giùm em nha. Nu đen 50. Nu đen 50k giùm em. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em. Nu với lại đen. Ai lấy áo chốt áo nha mấy chị ơi. Ai lấy áo chốt áo giùm em nè. Nhi Nhi đen 50. Rồi bộ lửng giùm em nha. Lửng giùm em nè, xen hai lớp luôn giùm em nha mấy chị ơi. Pyjama lửng giùm em, quần có túi nha. 85k một bộ. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 85 nè. Hồng 85k giùm em nha. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 85. Bộ lửng nha mấy chị ơi. Hồng 85k nè. Màu cam đất nè. Màu trắng. Hồng cam đất trắng giùm em 85 nha, bộ lửng nha mấy chị. Rồi ai lấy lận chốt lận giùm em. Ai lấy lận chốt lận.
Lợn 85 giùm em nha. Lợn 85 giùm em. Cái này lụa mango luôn giùm em, xem hai lớp. Ai lấy bộ lợn chút, bộ lợn này 85k. Rồi bộ đùi giùm em nè. Lấy chị bộ lợn trắng Lê Chương nè. Cho chị xem. Xem cái gì đó chị Thanh Đặng ơi. Rồi ok chị. Rồi gấu nè. Ai lấy mít cây chú mít cây giùm em nha. 60k đùi mít cây form với 60kg mặc vừa. Đùi mít cây giùm em nha. Lợn trắng cho chị Lê Chương. Năm này lợn trắng, ủa hết trắng rồi, hết trắng rồi chị, còn màu hồng với màu cam đất, còn hồng với cam đất nha. Hết cây đùa cho chị Ngọc Trinh nè, còn hồng với cam đất nha mấy chị, hết trắng rồi, có một bộ trắng nè. Rồi cái này quần có túi luôn giùm em. Đó, cái này quần có túi nha mấy chị, rất là xinh luôn, xen hai lớp nha. Ai lấy cam đất chốt cam đất. Cam đất giùm em nè. Mít cây cho chị Ngọc Trinh. Đâu ra còn có bộ trắng ngộ ghê luôn. Nguyên ri có con cái trắng à. Rồi bộ bộ ngố giùm em nè. Ngố cô gái nha mấy chị. Em còn màu xanh với lại màu vàng. Còn xanh với vàng chị nào lấy chốt giùm em nha. Xanh nè. 60k một bộ xanh nè. Ai lấy xanh chốt xanh 60 nha. Xanh 60. Xanh với lại vàng 60k nha mấy chị. Xanh vàng 60 giùm em. Xanh vàng 60k giùm em nha. Ngố xanh ngố vàng. Xanh cho chị số kem nè. 60k một bộ. Rồi ai lấy vàng chốt vàng giùm em nha. 60. Ai lấy vàng chốt vàng. Vàng 60 giùm em. Cô gái. Rồi vàng 60 giùm em nha. Ai lấy vàng chốt vàng giùm em nè. 60k. Vàng 60. Rồi bộ đùi búp bò rì giùm em nè. Đùi búp bò rì giùm em. Em mới lai vàng xong á. Đùi búp bò rì giùm em nha mọi người. 55k giùm em. Ai lai chốt em búp bò rì 3D nha. Búp bò rì giùm em 55. Búp bò rì 55 giùm em nha. Chị nào lấy búp bò rì chốt búp bò rì. Vàng 60 cho chị Ngọc Trinh nè. Rồi chị nào lấy búp bò rì chốt búp bò rì giùm em. Lấy cho chị ngũ xanh. Ngũ xanh. À cái xanh mới lai họ hết rồi. Đây con này được không nè. Con báo hồng được không nè. Báo hồng. Cái này 65 giùm em. Form này dưới 60kg mặc vừa. Báo hồng nha mấy chị. Đẹp không. Siêu dễ thương luôn. Rồi ai lấy chốt vậy em. 65. 65 xanh nè. Bộ Burberry. Bộ tiểu thư hả chị Thi Nguyễn ơi. Rồi ai lấy chốt vậy em xanh nè. Xanh 65. Màu hồng. Cái con này màu gì thì cái quần màu đỏ nha. Màu hồng, màu vàng. 65k một bộ hồng vàng nha mấy chị. 65, 65 giùm em dễ thương lắm. Báo hồng nha, báo hồng giùm em. Rồi xanh hồng vàng 65k. Xanh hồng vàng. Form dưới 60kg mặc vừa giùm em. Xanh hồng vàng 65. Xanh hồng vàng 65k. Báo hồng cho Nhung Lê nè. Lại cho chị ngũ xanh 65 cho chị Lê Chương nè. Rồi em còn vàng. Suri lấy vàng nè. 65. Chị xem búp bò rì nào á tình yêu ơi. Rồi đùi 3D giùm em. Đùi 3D nha. Đùi 3D giùm em nè. Ai lấy chốt vậy em hồng. 60k nha quần đùi mấy chị. Hồng 60. Hồng 60 giùm em nha. Lấy hồng chốt hồng 60k.
còng 6 mô giùm em. Chị nào lấy hồng chốt hồng. Hồng 6 mô. Mọi người share like lên giùm em ơi. Còn ngố nha. Nay mấy bà mê ngố hả ta? Ngố gấu em còn hai bộ này. Ai lấy ngố gấu chốt ngố gấu nè. Ngố gấu nha em còn à. Còn xanh với nu nè. Ngố gấu còn xanh với nu. Chị nào lấy ngố chốt ngố nè. 65k một bộ. Ngố gấu 65 giùm em nha. Ngố gấu 65 em còn màu xanh với lại màu nu nha mấy chị. Xanh với nu 65 giùm em. Xanh nu 65. Xanh nu 65k giùm em nha mấy chị ngố. Ngố sơ mi bị. Đúng rồi, không có tông á chị. Ngố sơ mi beo còn một phát nè mấy chị. Không. Cái này 90k giùm em nha, để beo chút beo. Ngố beo 90. Ủa sao mày beo nha, em còn một xét 90 nha mấy chị ơi. Ai đã chốt thì em beo 90. Beo 90 giùm em nha. Ngố beo 90k giùm em. Gấu xanh nuôi cho chị Ngọc Trinh nè. Ra lấy beo chốt beo. Beo beo beo. Beo beo beo. Beo 90 cho chị Hồng Nhi nè. Ngố xanh 65 em hết. Hết nha mấy chị. Rồi em lên áo khoác Quảng Châu cho mấy chị nè. Khoác Quảng Châu giùm em. Khoác len Quảng Châu nha. Cái mẫu này dễ thương lắm mọi người ơi. Siêu dễ thương luôn cái mẫu này. Mê luôn á. Cái này em có màu à. Màu nu với lại màu đen nha mấy chị, nu với đen giùm em. Đẹp chưa? Lên Quảng Châu giùm em nha, 99k giùm em. Không ai bán giá này đâu cho mọi người đâu. Cái này người ta bán ít nhất cũng phải là 200 mấy một áo á. Áo khoác len nha mấy chị, màu à, màu nu với lại màu đen, khoác kiểu á. Không biết mặc gì đúng không ta? Hình như đúng rồi. Màu nu với lại màu đen nha, tay dễ thương lắm. Nu với đen 99. Ngố nu còn hết nha. Beo để cho chị Hồng Nhi rồi. Để em lên mẫu ngố khác nha mấy chị, em còn ngố. Rồi áo nha mấy chị, màu nu với lại màu đen giùm em. Nu với đen giùm em nha, áo khoác. Nu với đen 99k. Rồi ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em. Ai lấy? Chị nào lấy áo khoác chứ áo khoác. Khoác nu. Nu với đen nha mọi người. Ngố beo nè, ngố beo em còn nè. Ngố beo nè, cái phơm to nha. Chị Phan Ngọc Trinh lấy nu ok nè. Ngố beo này, phơm này à, dưới 60kg mắc vừa. 1m6, dưới 62-63kg vừa nha mấy chị. Rồi lấy beo chút beo giùm em nè. Cái này 70 giùm em nha. Beo 70 hôm nay về size to á. Rồi beo 70 giùm em, lấy beo chút beo 70. Beo 70 giùm em nha, chị nào lấy beo chút beo. Phan Ngọc Trinh nè. Rồi lại ngủ beo chút ngủ beo giùm em nha, 70 nha mấy chị, ngủ beo 70. Ngủ beo 70k giùm em. Đây ngủ gấu nè. Con to luôn. Ngủ gấu giùm em. Rồi cái này 70k luôn giùm em nha mấy chị. 70 giùm em nha. Gấu nè, chị nào lấy gấu xanh chốt gấu xanh. Gấu xanh giùm em nè. Ai lấy gấu xanh chốt gấu xanh giùm em. Gấu xanh 70k nè. Màu xanh, màu hồng. Xanh với hồng nha mấy chị, 70.
xanh hồng đen 70 nha, xanh hồng đen 70 giùm em. Ai đang ngủ chút ngủ giùm em, dưới 60kg mắc vừa, xanh hồng đen 70. Xanh hồng đen 70k nha, xanh hồng đen 70 giùm em. Rồi chị nào đang ngủ chút ngủ, cái này vải đẹp. Vải đẹp nha mấy chị. Rồi chị nào lấy ngủ chút ngủ giùm em, xanh hồng đen 70 nha. Xanh hồng đen 70k. Xanh hồng đen 70. Chấm mắt lên giùm em mọi người ơi. Có quần jean dài nha, đen 70 cho chị Thanh nào. Chị Thanh nặng đen 70 nè. Mọi người share like lên giùm em với nha. Share like lên giùm em với mọi người. Rồi em lên áo kiểu nè. Áo kiểu tay dài. Cái này lên gân vải đẹp lắm mọi người. Áo kiểu giùm em nha. Áo kiểu tay dài giùm em, lên gân vải rất là đẹp luôn. Rồi áo này 50k một áo giùm em, tay dài nha, cổ vuông nè. Rồi 50 giùm em. Chị nào lấy chốt thì em trắng 50 nè. Màu nu, trắng nu xanh nè. Màu đỏ đô với lại màu đen. Với lại màu đen giùm em nha, 50k một áo. Rồi ai lấy áo chốt áo giùm em. Lên áo dài tay form rộng đi. Áo dài tay form rộng hả? Rồi đây ai lấy chốt giùm em nha. Chị nào lấy áo chốt áo 50 mấy chị ơi, màu đen, màu nu, màu riêu với lại màu đỏ đô. Form rộng nỉ được không? Có nỉ nè, nỉ em còn hai cái nè, nỉ hàng thiêu nha mấy chị. Em còn màu xám với lại màu đen. Cái này hàng thiêu giùm em. Rồi xem mấy chị 70k luôn. Nỉ form rộng nè, mặc ấm nha mấy chị ơi, nỉ bông á. Rồi em còn màu đen với lại màu xám nha, hàng thiêu trình em nha mấy chị. Đen xám, sale 70 đen xám. Đen xám 70k nha. Còn lửng nha chị. Để em like đủ mẫu cho mấy chị lửa mà. Còn lửng nha. Rồi đen xám giùm em 70. Đen xám 70k giùm em nha. Đen xám 70. Ai lấy áo chốt áo 70 nha. Áo 70 giùm em nè. Áo 70k. Đây, siêu phẩm. Siêu phẩm, siêu phẩm. Dễ thương lắm mọi người. Đen xám cho chị Ngọc Trinh nè. Cái này đẹp lắm luôn. Rồi form dưới 60kg mặc vừa luôn giùm em. Đẹp không mọi người? 68k một bộ giùm em nha. Chị nào lấy hồng chốt hồng 68. Hồng 68 nè. Màu đen nè. Màu trắng. Hồng đen trắng 68k giùm em. Tí lên quần jean dài em coi thử nha. Coi thử thôi hả, chứ không mua hả? Buồn gì trời. Ra lấy chốt giùm em nha. Chẳng với chị Hồng Nhi nè. Nhi Nhi chẳng. Đen cho chị Thanh Đặng. 68k một bộ. Hồng đen cho chị Ngọc Nhi, Ngọc Ngọc Trinh. Rồi lại ngủ nữa chút ngủ giùm em nha, 68. 68 giùm em nha. Đây màu hồng nè. Màu hồng, màu đen, màu trắng nha mấy chị, hồng đen trắng giùm em. Hồng đen trắng giùm em nha. Hồng đen trắng. Ngủ. Ngủ nha mấy chị ơi, ngủ giùm em. Hồng đen trắng giùm em nha, màu hồng, màu đen,
màu trắng nè, hồng đen trắng giùm em nha, trắng là quần cam á. Chứ sao kêu coi thử thì đâu có mua đâu, đúng không? Coi thử là đâu có mua đâu. Rồi đây chị nào lấy cam chốt cam giùm, màu trắng nha mấy chị, ai lấy trắng chốt trắng, trắng là quần cam á, trắng quần cam giùm em. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Bộ pyjama còn lận không? Dạ còn. Rồi hồng đen trắng giùm em, đúng không mọi người? Thì coi thử thì đâu có mua đâu. Thôi chứ để chị lên cho. Rồi đây còn đen nè, ai lấy đen chốt đen. Màu đen quần xanh nha, đen quần xanh. Rồi ai lấy đen chốt đen giùm em, form dưới 60kg mắc vừa. Đen hồng trắng, đen hồng trắng. Rồi em lên quần jean nè, quần jean nha mấy chị ơi, size 2 á. Em còn 26-27, mẫu này còn 26-27 giùm em. Lưng cao 2 nút nha, coi dạng thoải mái, coi dạng thoải mái nha. Quần jean nhà em bao chất cho mấy chị luôn, vải rất là đẹp luôn. Ngố bột, ngố em mới like 68 á chị Ngô Hiền ơi. Rồi ai lấy quần jean chốt quần jean giùm em nha, 120. Lưng cao 2 nút nha, em còn size 26-27 mẫu này. Mẫu này sao 26-27 này mấy chị, coi lưng cao này ghê không? Đã lắm. Quần đẹp lắm mấy chị ơi, coi dạng thoải mái luôn. Rồi ai lấy chốt giùm em, sao 26-27 nha, 120 một quần, 120 giùm em, 26-27 120. Còn hai size nè. Mọi người chấm mạnh lên giùm em đi, xe like giùm em đi mọi người, xe like lên giùm em nha mọi người ơi. Rồi 26-27 ơi, lấy chốt giùm em. Rồi quần này giùm em nè. Rồi lưng cao một nút, em còn size 26 tới size 29 nha. Có ngủ jean 31 không? Ngủ jean 31 hả? Để em coi thử còn không. Rồi cái này lưng cao một nút nha mấy chị, lưng cao một nút giùm em, coi dạng thoải mái. Size 26 tới size 29 giùm em nha. Rồi ai lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi, lưng cao một nút nè. Rồi mã 2 giùm em đi, ai lấy mã 2 chốt mã 2 giùm em đi. Mã 2, ai lấy mã 2 chốt mã 2. Lưng cao một nút. Ơi, ai lấy chốt thì em zin nè, 26 tới size 29, mã số 2, mã 2 giùm em. Quần khen nè, quần khen em còn size 20 á, size 28 nha mấy chị, lưng cao 3 nút, lưng cao 3 nút nha, 120. Đó, chị nào lấy chốt thì em 3 nút đi, 3 nút 120 giùm em nè, lưng siêu cao luôn. Áo sơ mi hồng tay phòng lên em xem với. Sơ mi hồng tay phòng, chị mới like á, đợi xíu chị lên lại cho. Quần 120 hết nha mọi người, quần jean 120 hết giùm em. Rồi ai lấy thì chốt giùm em. Cái này size 28 còn cái nha, 28 còn cái nè. Ngố size 32 được không chị Phạm Nhiều ơi? Ngố size 32 nè, ngố nè, ngố coi dạng thoải mái luôn, 65k một quần. Cái này size 32 giùm em, còn cái size 32, còn một cái size 32 nha, coi dạng đại lắm. Quần jean nhà em coi dạng xuống lắm mọi người. Rồi lấy chốt em mã 32, 65k. Linh vợ lấy 3 nút nè. Rồi chị nào lấy chốt em 32, 32 65 nè, 32 65 giùm em. Ai lấy 32 chút 32 giùm em nha, size 32. Rồi size 26-27, size 26-27 giùm em nha, size 26-27, size 26-27 giùm em, 65k mấy chị ơi, coi dạng thoải mái luôn, size 26-27. Chị Phạm Nhiều nè, ok chị nè.
65k nha mọi người. Size 28 cho chị Lan hình nè. 120 nha. Rồi quần lửng là 65. Rồi ok. Rồi ai lấy chốt vậy em, size 262. 26-27 nha mấy chị, 65k hố dạng nha. Lấy chị ngủ đen 68. Ngủ đen 68. Bộ ngủ đen á hả chị? 3 nút. 3 nút chị còn size 28 à. Em nhắn tin đi để mai chị kiếm thử có chị để cho. Ngủ đen 68 chứ chị phạm nhiều nè. Trời sao tụt view dữ vậy trời. Mọi người share like giùm em với. Nghỉ like mấy ngày tụt view quá à, buồn quá à. Ai đang ngủ chút ngủ nha, 26-27 giùm em. Rồi Jin ngủ đen là bộ á. Bộ á bé Nhi ơi. Rồi đây, quần Jin nha mấy chị ơi. Jin baggy. Jin baggy giùm em. Rồi 101 luôn giùm em, size SML nha. Size SML giùm em 101. SML 101 giùm em coi dạng thoải mái nha. Jean baggy. Jean baggy giùm em 101. 101 giùm em. Đây ngủ 68 nè. Em còn màu hồng. Màu hồng, màu đen, màu trắng nha. 68k một bộ giùm em. Bộ ngủ nha mấy chị ơi. 68k giùm em màu hồng, màu đen, màu trắng. Hồng đen trắng 68 giùm em nha, hồng đen trắng giùm em. Hồng đen trắng 68. Màu trắng quần cam nha. Màu đen quần xanh. Rồi 68k một bộ phong với 60kg mắc vừa giùm em. Lên sơ mi tay phòng. Ok. Rồi chị nào lấy ngủ chốt ngủ giùm em 68k. Màu hồng, màu đen, màu trắng nha. Hồng đen trắng 68 giùm em nha mọi người. Hồng đen trắng. Hồng đen trắng 68 nè. Sơ mi caro đúng không? Sơ mi caro em về màu xanh với lại màu hồng mấy chị, về hai màu cho mấy chị nè. Cái này bán sướng lắm mấy chị ơi. Đây sơ mi caro giùm em, cái này mọi người phối với lại quần ngủ xinh lắm. Có túi nha. Sơ mi caro tay phòng giùm em. Tay phòng giùm mấy chị, em có màu hồng với lại màu xanh. Màu hồng với màu xanh giùm em. Hồng với xanh nha mấy chị, caro hồng, caro xanh giùm em. 95k nha mấy chị. 95 giùm em, sơ mi 95. Rồi chị nào lấy sơ mi chốt sơ mi 95 giùm em nha. Đẹp lắm, 95k sơ mi 95. Rồi chị nào lấy sơ mi chốt sơ mi 95 giùm em nha. Sơ mi 95k. Lấy sơ mi chốt sơ mi. Lấy em hai bộ. Trắng đi o, đen đi o. Châu kim trắng đi o, đen đi o. Đi o em có màu nữa nè. Đi o em có màu hồng, màu vàng, màu xanh với lại màu nu nữa nha. Đi o tiểu thư mấy chị. Châu kim nè. Nhớ inbox địa chỉ giùm em nha. 95k nè. Hồng xanh cho bé Nhi. Dior còn màu nha mấy chị, Dior còn màu hồng, màu vàng, màu xanh với lại màu nu. Ai lấy Dior chốt Dior nha. 95. Tay ngắn quần dài quần có túi nha mấy chị. Châu kim nè. Rồi ai lấy đi o chút đi o nha. Ngủ ni nè. Chị nào chưa có ngủ ni lấy ngủ ni nè. Ngủ đi đẹp lắm mọi người. Phom dưới 60kg mắc vừa giùm em. Ni ngủ Dinh dài mẫu 1 hả?
Rồi đợi chị xíu. Đây Ni ngủ giùm em nha. Ni ngủ giùm em nè. Chị làm lấy Ni chút. Ni phong với 60kg mặc vừa nha. Em có màu xanh, màu cam nè. Màu cam, màu xanh, màu xám, màu đen. Màu cam, màu đen nè. Màu xanh với lại màu xám nha mấy chị. Ra lấy chốt giùm em. 65k. Ni 65 phong với 60kg mặc vừa. Ni 65k giùm em. Ờ có gì? Có gì chị đòi set kia cho em nha. Ồ chị chưa coi nữa, để chị khui ra coi thử đó. Không biết. Hay là của chị là nó một sọc đó, chị không biết luôn á. Để chị coi thử đã. Cam cho Hồng Nhi nè. 65 nha, Ni đen cho chị Hồng Nhi nè. Rồi xám xanh ai lai chốt giùm em nha. Để chị lai coi thử. Thể thao nè. Ồ hình như hai sọc nè. Chị xem lại ngố gấu. Ngố gấu nào ta? Tại nãy giờ em la nhiều gấu quá. Ủa cái này một sọc mà em. Một sọc á bé yêu ơi. Có một sọc à. Rồi xét thể thao giùm em nha. Cái này quần có túi luôn nha mấy chị. Quần có túi luôn giùm em, xét thể thao tay dài, quần dài giùm em, quần bo ống nha. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi, nói thiệt. 115k một bộ. Em có màu đen này, chị nào lấy đen chốt, đen chốt bô rip. Màu đen, màu trắng. Màu đen, màu trắng giùm em nha. 115. Có một sọc à em. Có một sọc à. Rồi đây ai lấy chốt giùm em nha. Có một sọc à. Rồi đen trắng giùm em nha. Trời ơi đẹp quá. 115 giùm em nha, 115 giùm em. Xét thể thao nha mấy chị. Xuất sắc luôn á. Rồi lấy xét chốt xét giùm em nè. Pyjama lận. Rồi ok em lên. Ngủ phong to. Ngủ hồng này hả chị? Đây, beo nè. Beo 70. À đây beo hồng, chốt beo hồng 70 giùm em nha. Beo hồng 70k nè. Beo hồng 70. Rồi lấy xét thể thao, chốt xét thể thao giùm em nha. Vải đẹp lắm mọi người ơi. Màu đen với màu trắng. Bọc xít xịn sò luôn nè. À lấy xét, chốt xét. Đây bộ gấu đúng không? Gấu này đúng không? Em còn màu hồng với màu xanh nha, 70. Gấu hồng xanh 70 giùm em nè. Ai lấy hồng chốt hồng 70k giùm em. Phong với 60kg mặc vừa. Đó màu hồng, ai lấy hồng chốt hồng nha mấy chị. Hồng giùm em nè, hồng với xanh. Hồng với lại xanh giùm em nha. Hồng xanh giùm em 70k hồng xanh. Hồng xanh 70. Gấu hồng xanh 70 giùm em nè. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em. Hồng xanh 70. Hồng xanh 70 gấu. Quần mã 1 là quần một nút. Quần một nút đúng không ta? Quần jean mã 1 nè. Quần jean mã 1 này lưng cao nha. Lưng cao em còn size 20, 26, 27 với 29 nha. Ờ chị cũng không biết nữa. Chị đâu, chị không thiệt tình là không có để ý là cái hai sọc đó luôn á. Thề luôn không biết. Rồi đây cái này quần có túi nha. 120 một quần nha mấy chị. Size 26, 27, 29. Không để ý là cái sọc đó luôn á. Thiệt. Em nói là chị mới like á. Chứ thôi chị để cho sĩ á. Sorry lấy hồng nè. Hồng 70 nè. Rồi pyjama lẫn. Tiền tí nhiêu? Nè. Nhiêu? 11. Đúng 11 luôn. Mã 1 2 nút hay sao á? Có ông chị không nhớ mà mấy nữa. Mà mấy Nhi đi ra rồi hay gì á. Rồi đây lửng giùm em nè.
pyjama lửng nha mấy chị. Quần có túi nha. Đẹp không? Pyjama lửng giùm em. Lụa mango nha mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt chị em trắng nè, 85k một bộ. Trắng 85. Màu cam đất. Màu nâu. Màu vàng giùm em nè. Màu hồng. Màu hồng. Rồi màu đen đi mấy chị, màu đen. Màu đen giùm em nha. 85k một bộ. Ra lấy lận chốt lận 85, cái này quần có túi nha mấy chị. 85k giùm em. Đó, ai lấy lận chốt lận 85. Lận 85 giùm em nha. Cổ sen luôn nè mấy chị, lận cổ sen luôn. Siêu đẹp luôn. 85k giùm em nè, ai lấy trắng chốt trắng giùm em 85 nha. Trắng 85k. Trắng 85 giùm em, ai lấy trắng chốt trắng. Trắng với chị Bạch Yến nè. Rồi lại màu nào nữa, lên màu đỏ giùm em nha mọi người. 85. Cho coi màu hồng đi. Trời ơi cái này đẹp quá. Vải đẹp lắm mọi người. Quần có túi luôn. Đây lấy hồng chốt hồng giùm em nè. Màu hồng 85k cổ sen nè mấy chị. Rồi hồng 85 nha, chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 85k hồng. Màu hồng. Màu đen nha, em đọc cái cổ nè, màu đen. Màu vàng. Màu nu, em đọc cái màu cổ nha mấy chị, màu nu. Rồi cái này màu trắng đi. Màu trắng. Ôi cái này màu cam đất đi nha, màu cam đất. Rồi cái này màu trắng giùm em nha. Trời ơi loạn. 85k. Dạ hết rồi chị, em hết rồi. Có màu đó size 31 à. Chị Thanh Đặng Hồng nè. Vàng cho chị Kim Pha nè. Xét hồng thể thao chữ Thái 99 đúng không? Rồi ai lấy nội chốt vậy em nha. Màu cam đất, màu nâu, màu đen, màu trắng, màu hồng nha mấy chị. Màu hồng 85k nha, lận 85. Lận 85k giùm em, ai lấy lận chốt lận. Ai lấy lận chốt lận giùm em 85 nè. Nâu cho chị Hồng Nhi. Hết rồi á, em hết lẫn rồi đó. 85. Chị Hồng Nhi nè. Đây bộ dài có mẫu y chang vậy luôn nè. Bộ dài 99k nha, em còn một bộ màu riêu nè. Lụa mango luôn giùm em, ai lấy riêu chốt riêu, quần có túi nha mấy chị ơi. Ai lấy riêu chốt riêu 99 giùm em nha. Cái này cổ sen, cổ nhọn. Đẹp lắm, sen hai lớp luôn. Đó, ai lấy chốt giùm em. Tay phòng nha, riêu. Ai lấy riêu chốt riêu 99k còn một bộ. Riêu 99k giùm em. Chị nào lấy riêu chốt riêu. Ngủ ni không ai lấy đâu hả? Ngủ ni em còn màu cam nè. Ngủ ni em còn màu cam, màu xanh với màu xám. Ai lấy ni nữa chốt ni giùm em nha. Riêu cho chị Hồng Nhi. Để em lên màu cam nha. Có mẫu nào không cài nút satin được không chị? Màu cam đất đúng không? Chị còn bộ cánh dơi Burberry quần đùi hả bé Mai? Em hỏi quần đùi hả? Đây cam đất nào. 85k lấy cam đất, chốt cam đất. Ngủ đi xám cho chị Ngọc Trinh. Ngọc Trinh nè. Burberry.
quần dài. Quần dài nè, quần dài phơm dơi nha. Quần dài phơm dơi, cái này quần có túi luôn giùm em nha. Burberry quần dài 99k giùm em. Chị nào đã chốt em Burberry phơm dơi nha mọi người. Burberry giùm em 99k. Chị su kem cam luôn ok nè, kem mẫu ni với em. Rồi đợi em xíu nha. Màu kim tha nè, ni xanh cho chị Ngọc Trinh nè. Rồi em còn cam, còn cam nè. Chị Kiều Anh lấy cam thì chốt cam giùm em. Đây ni cam nè, ai lấy ni cam chốt ni cam nha. Ni cam, ni cam phơm dưới 60kg mắc vừa. Ni cam giùm em 65k nha. Ai lấy ni chốt ni 65. Dạ. Sớm dạ. Burberry đó. Ok bé Mai nè. Với lại bộ bộ thun bộ dài đúng không? Bộ thái quần dài màu màu gì quên rồi. Màu gì quên rồi ta? Màu cam đúng không em? Bộ thái màu cam hả? Có thái cam rồi đó. Thái quần dài chỉ còn màu hồng đậm với màu hồng mà, với lại màu hồng phấn nha. Rồi bộ thái nè. Dạ. Bộ thái cái này quần có túi giùm em nha, em còn bộ nè. Ai lấy đen chốt đen. Đen nha mấy chị ơi, đen giùm em 95. Đen 95 bộ thun thái nha. Cái này quần có túi em còn một bộ. Ai lấy đen chốt đen 95. Bé Mai hồng đậm. Rồi lấy đen chốt đen giùm em 95 nha mấy chị. Satin không cài nút đúng không chị? Rồi đây chị nào lấy chốt giùm em ha. Superman. Cái này bộ thun thái luôn, form này dưới 60kg mắc vừa. Superman nè. Rồi lấy chốt giùm em mã 1 nha. Mã 1 99k, mã 1 thun thái, mã 1. Mã 1, mã 1. Để em like cái ri này cái, để em like chị mẫu kia cho. Ni đùi nè. Ni đùi hàng thiêu giùm em nha. Ni đùi hàng thiêu giùm em nha. Em còn bộ nè, form này dưới 60kg mắc vừa. 60k một bộ. Đó, chị nào lấy ni đùi chốt ni đùi giùm em nha. Ni đùi. Ai lấy ni đùi chốt ni đùi giùm em. 60 ni đùi. Thái hồng nhạt. Thái. Thái lần. Bộ này đẹp lắm mấy chị ơi, vải rất là đẹp luôn. Rồi em còn màu hồng nhạt với màu hồng đậm nha. 99k một bộ. 99k giùm em nha mọi người. Màu hồng nhạt, màu hồng đậm giùm em. Rồi 99k giùm em. 99k màu giùm em nha. Rồi ai lấy ni đùi chốt ni đùi giùm em 60. Ni đùi 60k. Rồi bộ thể thao bo ống nè. Áo sát nách cái này chắc bộ, chắc bộ rip giùm em nha. Chắc bo rip quần có túi nha mọi người. Quần bo ống này đẹp lắm. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha mọi người. Xanh 95. Xanh 95k giùm em quần có túi nha. Xanh 95 giùm em, ai lấy xanh chốt xanh. Xanh 95k nè, chị nào lấy xanh chốt xanh. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em. Rồi bộ đùi, bộ đùi thun thái luôn giùm em nè. Đùi thun thái giùm em nha mấy chị. Cái này hàng thiêu nè, vải rất là đẹp luôn. Hàng thiêu gấu nha, phơm với 60kg mấy chị mặc vừa. Chị nào lấy gấu chốt gấu giùm em. Đẹp lắm. Gấu này 85 nha mấy chị, hàng thun thái. Gấu 85 giùm em, chị nào lấy gấu chốt gấu. Gấu 85 nha, cái này hàng thun thái giùm em nha mấy chị. 85k một bộ. Ai lấy gấu chốt gấu. Ni đùi 60 cho chị Ngọc Trinh nè. Rồi chị nào lấy gấu chốt gấu giùm em.
Đây satin cổ cho. Bộ quần dài nha. Bộ dài giùm em satin cổ tròn giùm em nè. Ai lấy mít cây chốt mít cây giùm em nè. Mít cây. Mít cây giùm em nha mấy chị. 90-95k một bộ. Ai lấy chốt em mít cây. Form này dưới 60kg mấy chị mặc vừa. Mít cây satin nha mấy chị ơi. Quần có túi. Rồi 95. Chị nào lấy mít cây chốt mít cây giùm em 95. Mít cây 95k giùm em nha. Rồi pyjama lộ hàng giùm em nè. Cổ sen nè, cổ bèo bèo nè. Pyjama lộ hàng giùm em, chị nào lấy hoa chốt hoa giùm em nè. Bộ hoa nha mấy chị ơi, 65k hoa. Hoa 65 giùm em nha. Hoa 65 ai lấy hoa chốt hoa giùm em 65k hoa nè. Hoa 65. Ai lấy hoa chốt hoa. Chấm mà lên giùm em đi mọi người. Rồi cổ tròn, satin cổ tròn giùm em nè. Chị nào lấy đen chốt đen giùm em 95k nha. Đen 95. Ai lấy đen chốt đen giùm em 95k giùm em. Đen 95 nè. Ai lấy đen chốt đen. Đen 95. Chị nào lấy đen chốt đen. Thanh đẳng đen 95 nè. Set 265 bao ký vô em. Dưới 5758 ký vô hả chị? Rồi xanh. Xanh ngọc nha mấy chị. Xanh ngọc giùm em nè, ai lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc giùm em. Xanh ngọc. Quần có túi hết nha. Ai lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc giùm em. 95k xanh ngọc. Xanh ngọc 95. Bộ sen 2 lớp giùm em nè. Sen 2 lớp giùm em nha mấy chị. Đẹp xuất sắc luôn. Tay phòng, tay bo như vậy nha. Rồi quần có túi. Ai lấy caro chốt caro giùm em nha. 90. Caro 90k giùm em nè. Chị nào lại caro chốt caro. Hôm dưới 5758 kia mấy chị mặc vừa. Rồi caro 90. Ai lấy caro chốt caro 90. Caro 90k giùm em. Chị cao 1m52 nặng 51. Dạ vừa. Vừa nha, đồ bên em là chị mặc vừa hết á. Rồi bộ tay dài thể thao nè. Bộ này đang hot lắm luôn mọi người. Tay dài thể thao giùm em nha. Set nè. Bộ caro á hả? Caro lụa chấm đế chị. Rồi set thể thao tay dài giùm em nha mấy chị. 68k một bộ. Chị nào lấy xanh chốt xanh nè. Xanh màu hồng nè. Màu hồng 68k nha. Rồi màu đen. Màu đen. Màu cam đất. Rồi ai lấy màu nào chốt màu đỏ giùm em nha. 68k giùm em. Đùi thể thao nha mấy chị ơi. Đùi thể thao giùm em nè. 68k một bộ. Xinh lắm. Rồi ai lấy đùi chốt đùi. Set 2 hả? Em còn có một bộ đó à. Chị nào lấy đùi chốt đùi. Lên set thu đông. Lên bộ dài tay nữa hả? Chị à, chị lấy bộ thể thao không? Thể thao dài tay không chị ạ? Chích tay nữa. Thu đông em còn mẫu này.
Đây bộ thể thao nè, áo dây kéo nha mấy chị. Cái này mấy chị mặc thành áo khoác rồi cũng được nữa. Quần có túi giùm em nha. Cái này quần có túi giùm em nha, quần bó ống. Rồi set thể thao tay dài quần dài giùm em. Em còn màu đỏ đô với lại màu xám, màu hồng nha mấy chị. Đỏ đô xám hồng giùm em, set thể thao giùm em 90k một set. 90k một set giùm em nha. Hôm này dưới 60k mấy chị mặc vừa luôn. Rồi ai lấy chốt giùm em đỏ đô. Đỏ đô, áo có túi, quần có túi luôn giùm em nha. Đỏ đô xám với lại màu hồng nữa nha mấy chị. 90k một set. Quần rút thể thao hả? Rồi lấy chốt cho em bộ Burberry như vậy chị. Burberry ở sau 99k nha chị ơi. Đây dạ 100D còn. Rồi để em xíu like lại cho. Quần chỉ còn màu riêu với lại màu xanh đen nè. 39k một quần nha. Quần rút, quần hot girl nha mấy chị ơi. Coi dạng thoải mái, rút hai bên giùm em nha. Rút hai bên giùm em. Rồi em còn xanh đen với lại màu riêu. Xanh đen với riêu 39k nha. Màu riêu nè, ai lấy riêu chốt riêu giùm em nha. 39 màu riêu nha mấy chị. Ai lấy chốt giùm em xanh đen với riêu 39k. Rồi bộ thu đông tay dài quần dài nè. Cái này quần có túi giùm em nha. Quần có túi giùm em. Chị nào lấy chốt giùm em bộ bộ xanh đen 99k nha. Bộ xanh đen 99k. Ai lấy bộ chốt bộ. Lấy luôn hai cái. Ok Miu. Có quần ngố vải không? Chị hết rồi. Em lấy em nhắn tin chị đi, mai có hàng chị để cho. Ngố đó đẹp đúng không mọi người? Ai cũng hỏi cái ngố đó ấy. Ngố đó đúng đẹp luôn, em thề luôn á. Nó đẹp hơn mấy quần ngố mà năm mấy luôn á. Suri nè 39. Mai Huyền coi lại gì chị? Đây bộ hoa nè. Chị nào lấy hoa chốt hoa nha. Pyjama nha mấy chị. Cổ phối ren như vậy nha. Đó, ai lấy hoa chốt hoa giùm em. Hoa hoa. Lụa hàng nha mấy chị ơi, lụa hàng giùm em. Ai lấy chốt giùm em hoa nha. 65 hoa nè, hoa 65k hoa. Hoa 65 chị nào lấy hoa chốt hoa. Satin nè, satin quần dài chị nào lấy nu chốt nu giùm em nè. Bộ nu 95k. Nu 95 giùm em nha, ai lấy nu chốt nu 95. Sao chặn like kỳ ta? Thường là chặn là không, em ấn chữ ok là em coi được rồi đó. Anh Tí em ấn chữ ok là coi được mà. Chặn là chặn like thôi chứ xem like xem bình thường chứ. Bộ Dior nè, tay ngắn quần dài giùm em nha. Lụa 100D giùm em, cổ sen 2 tầng. Chị nào lấy Dior chốt Dior giùm em, 95k Dior nha. Dior 95. Ai lấy Dior chốt Dior giùm em nè, 95k. Dior 95 giùm em nha, ai lấy Dior chốt Dior. Dior 95. Lụa 100D nha mấy chị. Bộ phong dơi nè. Cái này quần có túi luôn. Quần có túi luôn giùm em nha. Chị nào lấy chốt giùm em hồng. Phong dơi mấy chị. Phong dơi giùm em. Rồi xem mấy chị 95 luôn. Chị nào lấy hồng chốt hồng này, dâu hồng nha. 95k dâu hồng. Dior đen cho chị Thanh Đạt. Chị còn. Chị bị là bị chặn like. Nhưng mà chị vẫn coi like được chứ. Chị không coi like được luôn hả? Sao kỳ vậy ta? Em chặn là em bị chặn like thôi. Nhưng mà em vẫn coi like được. Mấy chị ấn chữ ok là được. Chị à, chị Suken chị bị chặn mấy ngày rồi. Sao kỳ vậy ta? Cũng không được hả? Xíu nữa chị nhắn tin em đi. Em kêu chồng em làm ra cho. Mở ra cho. Mở ra coi like được. Mấy chị
chị có like bình thường chứ. Chị nhắn tin đi, em kêu chồng em mở cho. Lấy đi, à, màu đen nha. Em chốt rồi chị Thanh nè. Dâu hồng cho chị Ngọc Trinh nè. Giờ em mới biết luôn á, giờ mới biết là chặn coi like luôn á. Đó giờ tưởng là chặn like thôi, anh đâu có biết đâu. Rồi cái này hàng thiêu giùm em nha. Xét thể thao hàng thiêu giùm em, quần có túi nha mấy chị. Cái này em còn à. Còn màu đen với lại màu hồng nha. Đen với hồng xem mấy chị 99k giùm em. Ai lấy chốt giùm em chứ. Xem mấy chị 99k nha, màu đen với lại màu hồng quần bo ống. Đen hồng nha mấy chị ơi, đen hồng hàng thiêu nha. Hàng thiêu giùm em. Rồi đen với lại hồng. 99k đen hồng. Rồi bộ thể thao thun thái nè. Bộ che xào. Bộ nào chị Thanh Đạt? Cái này hả? Bộ Dior hả? À chị lấy á. Cái này Dior khác, còn này của sen khác nha. Dior này sen khác, còn này sen khác nữa, nó hai kiểu lận. Dior này em còn màu đen nè. Dior màu đen. Dior đen 95 nha mấy chị. Màu đen, màu nu nè. Màu đen, màu nu, màu xanh, màu vàng với lại màu hồng nha. Ai lấy màu nào lên màu đó giùm em. Nu, xanh, vàng, hồng 95. Rồi bộ thể thao thái nè mấy chị. Quần dài. Ai lấy chốt giùm em. Xanh riêu. Ai lấy riêu chốt riêu giùm em nha. Đẹp lắm, vải đẹp lắm mấy chị ơi. 95k giùm em. Chị nào lấy riêu chốt riêu 95. Riêu 95k giùm em nha. Ai lấy riêu chốt riêu. Riêu 95 nè. Rồi bộ thể thao giùm em nè. 65k một bộ. Quần bo ống nha mấy chị ơi. Đúng rồi chị. Rồi chị nào lấy chốt giùm em xanh nha mấy chị. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 65. Xanh 65 giùm em, form dưới 60kg mấy chị mặc vừa. Xanh 65, ai lấy xanh chốt xanh. Xanh 65k nè. Chị nào lấy xanh chốt xanh 65. Xanh 65 giùm em. Rồi đùi gu xì. Đùi gu xì giùm em nè. 55k, chị nào lấy gu xì chốt gu xì 55. Gu xì 55 nha mấy chị, quần đùi. Lấy chị bộ đó luôn hả? Chị lấy màu gì? Màu đen luôn hả chị? Đen luôn hả chị Thanh Đặng ơi. Riêu với chị Hồng Nhi nè. Riêu này vải đẹp lắm. Chị Hồng Nhi nè. 95. Rồi lấy gu xì đùi, chốt gu xì đùi giùm em 55. Gu xì đùi. Lấy màu đen luôn cho chị nè. Ok em. Em có con gấu. Áo có con gấu. Dạ còn nha. Đi anu cho chị Ngọc Trinh. Áo có con gấu còn. Tại vì em lười lấy con gấu xuống, cái thành ra em lười like á. Mà em không nhớ còn màu gì nữa. Để mai em soạn ra thử đã. Rồi quần đùi thể thao. Quần đùi thể thao giùm em nè. Đùi thể thao Adidas nha mấy chị. 35k một quần giùm em. Chị nào lấy hồng chốt hồng 35 nè. Màu đỏ.
hồng đỏ xanh nha, màu xanh này, màu đỏ này. Rồi 35k dùm em, chị nào lấy quần chốt quần 35. Quần thể thao nha mấy chị ơi, 35k. Quần thể thao 35 dùm em nè, ai lấy quần chốt quần. Đùi thể thao 35. Đùi thể thao 35 dùm em nha, ai lấy đùi chốt đùi 35. Pyjama form dơi nè, bò sữa nè, em còn bộ nè, cái này lụa hàng dùm em nha. 55k một bộ, chị nào lấy xanh chốt xanh 55. Xanh 55 nha mấy chị, quần đùi xanh 55k nè, ai lấy xanh chốt xanh. Xanh 55 dùm em. Có ai muốn á? Có ai muốn lụa áo phong không mấy chị? Hôm nay phong em về nhiều nè. Rồi chị nào lấy beo chốt beo dùm em nha. Beo cổ tròn này 85k dùm em. Beo cổ tròn 85, cái này quần có túi nha. Ai lấy beo chốt beo. Beo 85 phong dưới 60kg mấy chị mặc vừa. Áo đó có màu gì? Em còn màu nu với lại màu đen á chị. À, em còn gấu nhưng mà gấu Burberry á, chị lấy không? Để mai em soạn ra rồi em like cho. Xanh cho Ngân Huỳnh. Quần hồng cho chị Ngọc Trinh nè. Chị phong với 60kg mặc vừa dùm em nha. Phong unisex. Áo phong unisex dùm em nha. Ai là áo phong chứ áo phong dùm em nè. 50k dùm em. Áo 50 phong với 60kg mặc vừa. Quần. Quần đùi thể thao á. Áo này nam nữ mặc được hết nha mấy chị. Áo nam nữ mặc được hết dùm em. Quần màu xanh, màu hồng, màu đỏ 35k giống chị. Xanh em còn cái nè. Đùi thể thao Adidas. Đùi thể thao Adidas dùm em nha. 35k dùm em nè. Ai lấy xanh chốt xanh. Màu hồng với lại màu đỏ. Xanh hồng đỏ 35 nha. Xanh hồng đỏ 35k. Ai lấy quần chốt quần. Xanh hồng đỏ 35 dùm em. Hồng đỏ 35 giùm em nha. Rồi áo phong nè. 50k một áo giùm em, hàng unisex nha mấy chị. Chị nào lấy xanh chốt xanh 50. Xanh 50, ai lấy xanh chốt xanh. Xanh 50k, lấy xanh chốt xanh giùm em 50. Ba D nè. Nam nữ mặc được luôn, 3D nha mấy chị ơi. Ai lấy 3D chốt 3D giùm em. 3D 3D. 50k giùm em. Ai lấy đen chốt đen 50 nha. Đen 50. Chị nào lấy đen chốt đen. Rồi cái này, chị nào lấy chốt em sọc hồng đi. Sọc hồng giùm em nha. Sọc hồng giùm em 50k phơm với 60kg mặc vừa. Nam nữ mặc được hết nha mọi người. Ai lấy sọc hồng chốt sọc hồng 50. Sọc hồng 50 giùm em nè. Ni nè. Ni em có trắng đen nha mấy chị. Ni em có trắng đen luôn. Ai lấy ni chốt ni giùm em nha. Ni trắng ni đen giùm em 50k một áo. Ni trắng ni đen nha. Ni trắng ni đen giùm em 50 nè. Ai lấy áo chốt áo 50. Ni trắng ni đen. Trắng đen giùm em. Trắng ni cho chị Hồng Nhi nè.
Ni đen nha chị Ngọc Trinh. Rồi gấu nè. Gấu 3D. Đẹp không? Chị nào lấy chốt cho em gấu hồng. Gấu hồng nha mấy chị ơi, gấu hồng 50. Gấu hồng 50k giùm em ai lấy gấu hồng, chốt gấu hồng giùm em nha 50 nè. Gấu hồng 50. Gấu hồng. Hồng với á. Vàng đi, gấu hồng, gấu vàng nha mấy chị ơi, 50k gấu hồng, gấu vàng nè. Gấu hồng vàng 50. Ni xanh nè. Ai lấy ni xanh chốt ni xanh giùm em. 50k. Ni xanh giùm em 50 nha. Ai lấy ni xanh chốt ni xanh 50. Ni xanh 50 giùm em nè. Ai lấy ni xanh chốt ni xanh. Ni xanh 50k. Ủa cái này em vì à, đúng rồi. Thấy chị thêm cái ni đen. Em vì cho Suri đúng không? Kêu ni xanh mới ghê chứ. Ni đen. Hết ni đen rồi chị. À đây còn. Ngọc Trinh nè. Rồi xếp. Xếp quần ống rộng, cổ đổ với mấy chị, phía trước là lưng bản nè. Phía sau là lưng thun giùm em nha, cái này quần có túi. Xếp này hàng satin luôn giùm em. Rồi ai lấy chốt thì em xếp 85k nha. Xếp cổ đổ, áo có dây kéo. Xếp này mặc sang lắm, mấy chị mặc đi tiệc cũng được nữa. Rồi ai lấy chốt thì em xếp nu. Nu đen. Nu với đen giùm em nha mấy chị. Nu với đen 85. Nu đen 85k nha. Satin với mấy chị, hàng hai lớp luôn. Phía sau có dây kéo nè, xịn sò lắm. Rồi nu với lại đen giùm em 85k. Quần có túi nha. Quần có túi giùm em. Rồi nu với đen 85. Nu đen 85. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em nè. Nu với lại đen 85k nu đen. Bộ Barbie doll này, chị nào lấy Barbie doll lắm nè. Barbie doll giùm em. Đùi Barbie doll nha mấy chị ơi, cái này chắc đuổi sốt. Chắc đuổi sốt giùm em nha. Đùi Barbie doll 60k một bộ nha. Hết ni rồi, hết ni rồi chị. Rồi chị nào lấy chốt giùm em nha. Đỏ đô màu xanh với lại màu hồng nha, 60k bộ Barbie doll nha mấy chị. Barbie doll giùm em. Đỏ đô màu hồng với lại màu xanh nha, đỏ đô hồng xanh. Hết ni rồi. Chó 3D nè, chị nào lấy chó. Gấu chó. Gấu chó 3D. Rồi lấy gấu chó, chốt gấu chó giùm em 50k nha. Nam nữ mặc được hết nha mọi người. Gấu chó 50 giùm em. Cúc nè, hoa cúc giùm em nè. Ai lấy hoa cúc, chốt hoa cúc giùm em nha. Hoa cúc giùm em 50. Hoa cúc 50 giùm em nè. Ai lấy hoa cúc, chốt hoa cúc.
coi hồng. Hồng giùm em nè. Gấu hồng 50 giùm em nha. Chị nào lấy gấu hồng chốt gấu hồng. Áo ấy mà Chanel 50 luôn giùm em. Rồi chị nào lấy gấu hồng chốt gấu hồng 50. Gấu hồng với lại Chanel mặc 50 nha chị. Rồi em lên set đó. Set dây nè. Set dây len gân giùm em nha. Trời đẹp lắm mấy chị ơi, vải rất là đẹp luôn. Set dây. Đẹp lắm. Quần này cưng không? Rồi len gân nha mấy chị. 60k một bộ giùm em, chị nào lấy chốt giùm em vàng. Đẹp không? Trời ơi. Vàng 60, màu đen, màu hồng với lại màu xanh nha. Vàng đen hồng xanh. Baby doll đỏ cho chị Trang Lam nè. Rồi lấy set chốt set giùm em nha. Set 60 giùm em lên gân. Quần xinh lắm mấy chị ơi. Đây. Màu vàng, màu đen, màu hồng với lại màu xanh nha. Hàng hot girl nha mấy chị. Con dưới 55kg mặt đẹp. Màu vàng, màu đen, màu hồng, màu xanh. Vàng đen hồng xanh giùm em nè. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em. Vàng đen hồng xanh. Vàng đen hồng xanh. Rồi đùi caro giùm em nè. Đùi baby doll nha mấy chị. Đùi baby doll giùm em. Form này dưới á 57-58kg mấy chị mặc vừa. Rồi ai lại chốt giùm em caro 45k nha. Caro xanh 45 nè. Caro xanh 45k giùm em nha. Màu vàng, màu đen, xanh vàng đen 45. Set thể thao 99 màu hồng đậm hay nhạt vậy chị? Màu hồng à. Để đâu rồi? Để mai chị coi chị báo em nha. Để đâu mất tiêu. Để mai chị soạn ra chị coi thử màu hồng gì quên rồi. Mai chị báo cho. Rồi bộ caro nha mấy chị. Không ai mua gì nữa em ớt nha mọi người. Em buồn ngủ quá. Em buồn ngủ quá đi. Đùi caro. Thôi em ớt nha mấy chị. Mai em like nha, em buồn ngủ quá. Bye bye mọi người nha.